Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Những kỷ lục lớn nhất trong sự nghiệp của Djokovic. Djokovic đang ở gần danh hiệu vô địch Cup Open, danh hiệu giúp anh chinh phục những kỷ lục vĩ đại. Tuy nhiên, không chỉ riêng Grand Slam, Djokovic cũng đang sở hữu rất nhiều kỷ lục khác. Chỉ còn hai trận đầu nữa, Novak Djokovic sẽ chạm tay vào kỷ lục 21 danh hiệu Grand Slam và trở thành tay vợt đầu tiên có thể vô địch cả bốn giải Grand Slam trong một năm, kể từ Rod Laver năm 1969. Dù tay vợt người xếp bị thành công hay không thì anh cũng đang sở hữu rất nhiều kỷ lục và cũng đang trên đường chinh phục những kỷ lục vĩ đại khác. Những kỷ lục Djokovic đang nắm giữ. 337. Số tuần Djokovic đang đứng ở vị trí số một thế giới và đứng đầu trong danh sách các tay vợt nam về số tuần đứng đầu bảng xếp hạng thế giới. 20. Danh hiệu vô địch các giải Grand Slam chia sẻ kỷ lục cùng Roger Federer và Rafael Nadal. 9. Vô địch toàn bộ giải Master 1000 đang được tổ chức mỗi năm. Djokovic là tay vợt duy nhất vô địch tất cả. Trên thực tế, anh đã vô địch tất cả các giải Master 1000 tối thiểu hai lần. 36. Danh hiệu vô địch các giải Master 1000, chia sẻ kỷ lục với Nadal. 9. Danh hiệu vô địch Australian Open, nhiều nhất trong lịch sử tính cho cả nam và nữ. 30. Chiến thắng đối đầu trước một đối thủ, Nadal, kỷ lục của các tay vợt nam trong kỷ nguyên mở. 2015, năm Djokovic đánh bại tất cả các tay vợt top 10 trong một mùa giải, một kỷ lục của nam giới. 2018, Djokovic kết thúc với vị trí số 1 cuối năm sau khi xếp ngoài top 20 trong cùng một mùa giải. 16.950, số điểm tích lũy nhiều nhất trong một mùa giải ATP Tour. 2016 các kỷ lục Djokovic đang hướng tới. 47, Djokovic cần giành thêm 47 trận thắng đánh đơn tại Grand Slam tương đương với 7 danh hiệu Slam cộng thêm một trận đấu nữa để vượt qua kỷ lục 369 chiến thắng của Roger Federer. 41. Nếu tay vợt người duy trì vị trí số một thế giới trong 41 tuần nữa, anh ta sẽ phá kỷ lục mọi thời đại của Tep Firap là 377 tuần. 25. Djokovic cần thêm 25 danh hiệu nữa để vượt qua Jimmy Connors là người dẫn đầu mọi thời đại về số lần vô địch. 109. 1. Nếu Djokovic kết thúc ở vị trí số 1 của năm thêm một lần nữa, anh sẽ vượt qua Peter Samsa để trở thành tay vợt có nhiều lần nhất kết thúc năm với vị trí số một thế giới. 6. 1. Cần chiến thắng trên sân vận động Arthur Ashe để Djokovic, 87,3% vượt qua Roger Federer, 87,5% trở thành tay vợt có tỷ lệ chiến thắng cao nhất tại sân đấu lớn nhất thế giới. 1. Cần có danh hiệu Indian Well để Djokovic trở thành tay vợt có số lần vô địch nhiều nhất trong lịch sử giải đấu, vượt qua Roger Federer, 5 danh hiệu. 1 cần có chức vô địch Miami Open để trở thành tay vợt có số lần vô địch nhiều nhất trong lịch sử giải đấu, vượt qua Ander Agassi, 6 danh hiệu. 6. Cần thêm 6 lần vào chung kết các giải Grand Slam, Djokovic sẽ sáng ngang với kỷ lục của Roger Federer. 10. Từ Imlejon 2004 tới Earth Open 2007. 7518. Số ấy cần thiết để Djokovic vượt qua Ivo trở thành người có số lần giao bóng ăn điểm trực tiếp số 1 thế giới.